Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách chạy xe con tay. Về cơ bản thì rất là nhiều bạn thắc mắc là xe con tay chạy dễ hay là khó. Có vẻ như nhìn nó rất là khó chạy, nhưng mà thực ra thì xe con tay cũng rất là đơn giản thôi. Một số bạn thì có đam mê với những cái chiếc con tay nhưng mà không biết đi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm clip tham khảo, thì sau này các bạn có muốn mua con tay thì tự tin ra cửa hàng và rước nó về. Ở đây thì mình xin giới thiệu xe Brazza con tay, thì đặc biệt thì nó chỉ có hơn thêm một cái, đó là cái bộ ly hợp, đóng mở ly hợp mình sẽ dựng bằng tay. Còn bên này sẽ phanh, vẫn là phanh, tay ga, cần số phanh sau. Đó. Trước tiên là mình muốn các bạn nắm được 3 điều sau đây. Thứ nhất là nguyên tắc chạy xe côn tay có 3 điều, đó là thứ nhất đó là tốc độ nào số đấy. Ví dụ các bạn đi tốc độ từ 0 đến 1, 0 đến 10 km/h bạn chạy số 1, từ 10 đến 20 km/h bạn chạy số 2, và cứ như vậy đi lên đến số cao nhất. Còn về cách vào số, thì xe côn tay sẽ nhẫm xuống là số 1, đẩy lên số 2, số 3, số 4, số 5 và trả số 4, 3, 2, 1. Giữa số 1 và số 2 thì là neutral. Rồi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn. Đầu tiên mình phải về số mo, mình bóp côn hơi gảy nhẹ một chút lên, từ số 1 hơi nhảy lên một chút lên về số mo. Bạn lẩy quá thì nó sẽ về số 2. Bước đầu tiên của bên xe, các bạn để ý phải đèn mo lúc nào cũng sáng. Mình để khởi động ở chỗ đèn mo là điều tốt nhất, không nên bóp côn để nổ, nhất là vào buổi sáng thì vì những cái chi tiết máy của nó nhớt nó đang lắng xuống, bạn phải nổ một lúc để máy nó hoạt động thì lúc đó bạn mới nên vào số. Đầu tiên chúng ta để số mo, để máy, cho máy nổ một lúc. Việc đầu tiên đó là bạn bóp chặt tay côn, bóp sát tay côn vào. Tiếp theo bạn hơi nhích ga, nhấm số 1, ga bạn hơi nhích lên một chút. Tiếp theo bạn thả từ từ tay côn ra. Khi bắt đầu xe chuyển bánh thì bạn vẫn giữ tay côn như vậy, bạn chưa thả ngay, bạn kéo ga lên và xe bắt đầu chuyển bánh. Khi đó bạn thả hết côn ra. Rồi. Khi chuyển số các bạn bóp tay côn lại và gảy lên số 2, đá lên số 2 rồi thả côn từ từ ra. Và ở các số tiếp theo cũng sẽ như vậy. Chuyển số 3. Khi dừng bạn bóp côn rà phanh, bóp chặt hết côn vào. Có một nguyên tắc cơ bản nữa đó là bóp nhanh nhả từ từ. Nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc vào số. Tiếp mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa về mo. Đề máy. Hơi nhích ga, bóp côn và số 1. Bắt đầu ngả côn từ từ ra. Hơi ga, xe bắt đầu chuyển bánh. Bạn ga lên, côn vẫn vậy, chưa giả hết. Và bây giờ bạn nhả hết côn ra. Đó. Tiếp theo, khi mình muốn sang số thì mình phải bóp côn. Sang số 2, mình sẽ bóp côn sang số 2. À, kéo lên. Bạn nên nhớ nguyên tắc là khi sang số mình sẽ
kết hợp đều giữa việc giảm ga, bóp côn, sang số, kéo ga trở lại, thả côn từ từ.